Bây giờ Khánh Hoàng xin mời quý vị đến phần rất là quan trọng, đó là phần thi vấn đáp. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ chọn ra gọi là top 7 của 17 thí sinh tham dự cuộc thi ngày hôm nay. Một lần nữa mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự trở lại của 17 thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Thế giới lần thứ 14. Có thể nói đây là giây phút luyến tiếc nhất, bởi vì chúng ta thấy 17 thí sinh đã gắn bó với ban tổ chức trong suốt gần cả tháng nay để mà tập luyện cho chương trình này. Nhưng bây giờ thì chúng ta chỉ chọn ra 7 thí sinh lọt vào vòng trong mà thôi. Bây giờ thì Khánh Hoàng xin ban giám khảo chúng ta hãy cho cái kết quả để chúng ta có thể nêu lên 7 thí sinh nào được lọt vào vòng trong. Thưa quý vị, hiện giờ thì ban giám khảo đã lên đây để mà giao lại top 7, tức là 7 thí sinh lọt vào vòng trong. Và có lẽ đây là những cái giây phút rất là hồi hộp cho các thí sinh để biết được là ai đã bước vào vòng số 7 với 7 cô có mặt trong giờ phút này. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau gỡ cái bảng này ra nha. Vâng, và Khánh Hoàng cũng xin nói thêm, đây là một cuộc thi giải trí vui. Nếu mà các bạn, các em đạt được thành tích cao nhất thì mình càng hạnh phúc, càng vui. Nhưng nếu không thì chúng ta xem nó như là một cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm được gặp gỡ với nhau, được lên sân khấu này tỏa sáng. Và điều quan trọng là tất cả hình ảnh của các thí sinh đều sẽ được ghi hình và sẽ giữ làm kỷ niệm. Bây giờ Khánh Hoàng xin... Vâng, chúng ta tổng cộng là có 2 cái top 7 đúng không ạ? Đầu tiên xin mời chúng ta hãy cùng chúc mừng cho thí sinh mang số 13, cô Huyền Nguyễn. Và kính thưa quý vị, thêm một thí sinh nữa sẽ lọt vào trong vòng trong. Và niềm hạnh phúc đến với thí sinh mang số 8, cô Quỳnh Mai Nguyễn. Xin quý vị cùng vỗ tay và chia vui cùng với thí sinh lọt vào top 7 tiếp theo. Đó là thí sinh mang số 10, cô Diễm Thúy Trân. Và thưa quý vị, thí sinh kế tiếp lọt vào vòng trong, thí sinh mang số 6, cô Kha Lư Trân. Và thí sinh tiếp theo sẽ lọt vào vòng trong, một tấm vé cho một người từ phương xa, xa thật là xa, lạnh thật là lạnh. Đó là thí sinh đến từ Liên bang Nga, cô Liana Nguyễn Khapipulina mang số 11. Đẹp kế tiếp lọt vào vòng trong, thí sinh mang số 5, cô Dạ Lý Hương. Và chúng ta chỉ còn một thí sinh duy nhất mà thôi, duy nhất mà thôi. Quý vị nghĩ ai sẽ là người kế tiếp lọt vào vòng top 7 này? Thưa quý vị, ai ạ? Số mấy ạ? Số 3, số 5. Số 5 có rồi. Vâng, mời quý vị cùng chúc mừng cho thí sinh mang số 2, cô Hàng Trinh. Vâng, quý vị, đó là kết quả do ban giám khảo ghi đến. Top 7 thí sinh lọt vào vòng trong trên tổng số 17 thí sinh tham dự cuộc thi ngày hôm nay.
Một lần nữa chúng ta một tràng pháo tay cho những thí sinh còn lại không may mắn lọt vào vòng trong được không ạ? À? Cảm ơn các em rất là nhiều. Xin cảm ơn. Và quý vị đứng trước mặt quý vị đó là 7 thí sinh Top 7 đã vượt qua vòng thi 17 thí sinh. Để rồi chỉ còn 7 người mà thôi. Và 7 thí sinh này sẽ phải vượt qua phần thi khác, đó là phần thi vấn đáp ứng xử. Khánh Hoàng trong tay đang cầm một cái bình thủy tinh có tất cả là 7 câu hỏi. Thí sinh nào bốc cái số nào thì ở đây chúng tôi có những câu hỏi ứng với những số đó. Và bây giờ Khánh Hoàng xin mời thí sinh gần nhất của Khánh Hoàng. You want to be the first? Okay? Thí sinh mang số 11, thưa quý vị. Thí sinh mang số 11, rồi mời em. Hồi hộp lắm phải không? Are you nervous? Yes. Okay. Thí sinh mang số 11, cô bốc nhầm câu hỏi số 4. Và bây giờ thì Nhã Ngọc sẽ hỏi tiếng Việt và you Khánh want Hoàng Vietnamese sẽ... or English? English, okay. English. Rồi, về Khánh Hoàng hỏi câu rồi. Your question is, what is the first thing you do after you have won this title tonight? You want me to repeat? Oh, it's okay. Okay. You can step up here and answer. That would be very nice if I won the crown this today. But first of all, of course, I will sing and dance because it will be very, 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 I will be happy. I am happy to be here. I'm very, like, I'm excited to be here. I like this contest. And I'm happy to be here being a contestant here. But if I have a crown, of course, I will dance and sing all night long. Come on. Quý vị thấy là nếu mà cô nói là cô mà trúng giải thưởng tối ngày hôm nay thì chắc chắn là cô sẽ nhảy và hát nguyên một đêm luôn. I'm sorry, this the place closes at 12, okay? Yeah, you can dance only 12 until 12, okay? Yeah. Chỗ này đóng cửa 12 giờ rồi. Thank you and congratulations for your answer, okay? And thí sinh tiếp theo. Thí sinh mang số 13, cô Huyền Nguyễn. Câu hỏi của Huyền Nguyễn là câu hỏi số 7. You want Vietnamese or English? Vietnamese, right? Câu hỏi số 7 được đặt ra cho em là ước mơ lớn nhất của bạn là gì? Em có thể bước lên trên và trả lời. Dạ, trước tiên em xin kính chào quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Theo em, ước mơ lớn nhất của em là... ước mơ lớn nhất của em là được sống trong một gia đình hạnh phúc và có được sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn. Dạ, em xin hết. Vâng, xin chúc mừng thí sinh Huyền Nguyễn và mời thí sinh Ngọc Quỳnh Mai. Thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe câu trả lời của thí sinh số 8, đó là cô Quỳnh Mai Nguyễn. Rồi, câu hỏi của em là câu hỏi số 1. Trong cuộc sống chúng ta xưa và nay, luôn tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Vậy bạn hiểu thế nào là vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam? Lời nói đầu tiên cho phép em gửi lời chào trân trọng nhất đến hội đồng ban giám khảo và cũng như tất cả quý vị. Lời chúc tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất. Vẻ đẹp truyền thống Việt Nam được biểu hiện không những qua hình thức mà còn là nội dung trong tâm hồn của người phụ nữ. Nó được biểu hiện qua lẽ sống, lý tưởng và trí tuệ. Vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam còn là những biểu hiện, những đạo đức, tấm lòng cao cả, sự đôn hậu, tấm lòng vị tha,
và đặc biệt đó là tấm lòng thủy chung và son sắc của người phụ nữ Việt Nam. Nói một cách khác thì vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam đó là tứ đức, công dung ngôn hạnh. Công dung ngôn hạnh là một vẻ đẹp bất diệt của người phụ nữ truyền thống Việt Nam. Em xin cảm ơn. Wow, xin cảm ơn Quỳnh Mai. Một câu trả lời rất hùng hồn. Công dung ngôn hạnh mà dữ vậy. Ghê rồi, thí sinh tiếp theo. Xin mời thí sinh tiếp theo ạ. Em số 10. Bây giờ là thí sinh số 10. Cô Diễm Thúy Trần. Diễm Thúy Trần, mời Diễm Thúy Trần. Câu hỏi số em là câu hỏi số 2. Điều gì làm cho bạn hạnh phúc nhất trong cuộc sống? Cảm ơn em. Lời đầu tiên, cho em xin được gửi lời chào thân ái và mến chúc sức khỏe đến với ban giám khảo, ban tổ chức và quý khán giả đang có mặt trong buổi tối hôm nay. Để trả lời câu hỏi, điều làm em hạnh phúc trong cuộc sống đó là em luôn luôn tìm được sự lạc quan và nghị lực cho dù phải trải qua bao thử thách và vấp ngã. Và em luôn luôn có những người thân bên cạnh, họ yêu thương em và em cũng yêu thương họ. Em rất thỏa mãn những món quà mà Thượng Đế ban cho em. Em luôn luôn hoàn thiện và thăng tiến nó mỗi ngày trong cuộc sống. Em xin hết ạ. Em xin chúc mừng câu trả lời của thí sinh Diễm Thúy Trân. Thế nào mời thí sinh tiếp theo ạ. Thí sinh mang số 6. Thí sinh mang số 6, cô Kelly Trần. Câu hỏi của em là câu hỏi số 3. Em muốn Vietnamese or English? English, ok. Good character and beauty, which one is more important? Trước khi em trả lời, em xin kính chào quý vị và ban giám khảo. Tiếng Việt em cũng không có rành lắm, nhưng mà em sẽ ráng trả lời bằng tiếng Việt. Hồi khi nhỏ, ba mẹ em có dạy em là cái nết đánh chết cái đẹp. Khi em lớn lên, em mới hiểu cái ý nghĩa của cái câu này. Ở bề ngoài không có đẹp bằng ở bề trong. Character is of course more important than beauty because beauty fades, but your character will always stay with you no matter what. Em xin cảm ơn. Một câu nói trả lời ngắn gọn. Tại vì em đẹp, tại vì em đẹp em nói vậy thôi. Không, tại em đẹp không có quyền. Rồi thí sinh tiếp theo. Thí sinh số 5 đó là thí sinh Dạ Lý Hương. Dạ Lý Hương, nghe mùi thoang thoảng đâu đây? Rồi, số 5 luôn. Wow. Số 5 luôn. Rồi. Số 5, bắt ngay số 5. Em muốn tiếng Việt hay là tiếng Mỹ? Tiếng Việt. Rồi, đối với bạn, gia đình quan trọng như thế nào? Cảm ơn anh. Và em cũng xin cảm ơn ban giám khảo đã dành câu hỏi này cho em. Trước khi trả lời câu hỏi của mình, em xin gửi lời chào đến ban giám khảo, ban tổ chức cũng như quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Đối với em, gia đình là hai từ thiêng liêng mà nơi đó chứa đựng tình yêu thương giữa ba mẹ, anh chị em, còn những người có lập gia đình rồi thì có vợ chồng, con cái. Mà nơi đó, khi chúng ta ra bên ngoài buôn ba, nhưng mà khi gặp buồn, vui hay là những khó khăn gì trong cuộc sống, thì gia đình là nơi chúng ta muốn được trở về. Em xin hết ạ. Gia đình không có ai. Hỏi thêm. Thôi, cảm ơn em. Hỏi thêm, trả lời cũng được. Rồi, và thí sinh cuối cùng. Thí sinh mang số 2. Số 2, Hân Trinh. Thôi khỏi, bóp luôn đi.
Em đã rút được cái câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay, đó là còn số 6. Số 6. Số này mà số 6 mà nghiêng qua nó thành số 9 rồi. Mà nó có đủ tới 9 không? Ok. Rồi số 6. Tại sao em đến với cuộc thi hoa hậu? Ai rủ em? Trước khi trả lời câu hỏi, em xin chào ban vị giám khảo và toàn thể khán giả có mặt ngày hôm nay. Tại sao em đến với cuộc thi hoa hậu này? Em đến với cuộc thi hoa hậu này là thứ nhất là để biết xem khả năng mình đi tới đâu và bản thân mình với vai trò trên sân khấu. Thưa quý vị, vậy thì chúng ta cùng nhau dành một tràng pháo tay cho quý vị cổ võ tinh thần. Thử thách trên sân khấu. Dễ thương. Vâng, một lần nữa, 7 thí sinh chúng ta vừa hoàn tất phần thi ứng xử. Một lần nữa một tràng pháo tay cho tất cả các thí sinh và ban giám khảo sẽ cộng điểm gửi đến cho các nhà đại diện học trong thời gian ngắn nhất. Chúc mừng các em, Vâng, bây giờ các em có thể vào trong để mà chuẩn bị chờ kết quả từ ban giám khảo. Thật sự ra đó, khi mà nói tới vấn đề ứng xử đó, cái khó của một người mà đứng trên sân khấu nhìn xuống với bao nhiêu cặp mắt của quý khán giả nhìn lên, mình rất là hồi hộp. Nhiều khi ở dưới đó, mình nói chuyện thì thông suốt lắm, nhưng mà đứng trên sân khấu để mà nói cái gì, lúc đó cái đầu mình nó hoàn toàn trống rỗng, không có gì hết. Cho nên mình phải cảm thấy là mình cũng chia sẻ với các thí sinh trong ngày hôm nay khi mà trả lời những cái câu hỏi này. Mà cái hoàng giám khá chị Giáng Ngọc luôn, chị Ngọc MC nói vậy mà đọc chị đi qua hậu coi, chị thử thi coi, những đoàn hỏi chị là khỏi trả lời luôn. Bởi vậy chị đâu có dạy gì đi thi. Vâng, và quý vị, trở lại với phần văn nghệ, chúng ta sẽ được nghe ông bầu của chương trình chúng ta, đó là Minh Chánh. Mặc dù trước khi làm chương trình á, Minh Chánh hay xúi nó hoàng và xúi nhiều ca sĩ đó, khi mấy bài nhạc nhạc phim Tàu hát đi hay lắm, nhưng mà bản thân anh lại hát một bài hoàn toàn Việt Nam, tôn sùng cái sức mạnh của người Việt Nam, cái nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Dòng Máu Lạc Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang với vũ đoàn Việt Cầm, qua phần trình diễn của Minh Chánh.